Dạ, yeah, Hiếu Phan Vlog xin mến chào tất cả quý vị khán giả Chào mừng quý vị đến với bản tin trong ngày 16 tháng 7 trên kênh của Hiếu Thì nội dung thông tin này chúng ta lại tiếp tục nói về giáo sư tiến sĩ Hoàng Trí Bảo Thì mấy ngày gần đây chúng ta cũng đã nghe được là uh, trên mạng xã hội có một đoạn video clip mà giáo sư đã khen tặng ông Quang hết lời Bên cạnh đó còn so sánh ông Quang với vị lãnh tụ của đất nước chúng ta Đó là bác Hồ Thì không thể nào chấp nhận được Nhưng mà mới đây nhất Thì ông ấy có một cái buổi trò chuyện Với thiếu tướng Hoàng Kiên Thì ông ấy chối bỏ tất cả những gì mình đã nói thưa vị đó Thì làm cho dư luận rất là bức xúc Và hiện tại đây thì mọi người đang trông chờ là giáo sư có dám đứng ra để mà chịu trách nhiệm về những lời mình đã nói hay không đó thì cần phải làm rõ trong cái vấn đề này và hiện tại đây thì hiếu thấy là có rất nhiều giáo sư tiến sĩ cũng đã lên tiếng nè rồi nhà báo cũng lên tiếng nè rồi những nhà lý luận chuyên gia gì đó họ cũng phân tích về ông giáo sư này rất là dữ dội thưa vị khán giả thì chúng ta cần là bác ấy nó phải mạnh dạn lên nếu mà nói sai thì lên xin lỗi thì cộng đồng mạng sẽ tha thứ và có thể là yêu thương bác ấy nhiều hơn chứ bác ấy đừng có trốn tránh trách nhiệm của mình dám nói mà không dám nhận đã dám chơi là phải dám chịu đúng không quý vị khán giả thì để chứng minh cái điều bác ấy nói thì hiếu cũng chia sẻ hai cái đoạn video clip sau đây và chúng ta nghe xong hai cái đoạn video clip này thì hiếu sẽ gửi đến tất cả vị khán giả một hai bài viết cũng khá là hay của những người nổi tiếng nhé mời vị khán giả cùng nghe chúc quý vị khán giả xem kênh của hiếu ngày mới thật là nhiều sức khỏe thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc Chúc bà con cô bác ở hải ngoại có một đêm ấm áp vui vẻ và ngủ thật ngon à. Bởi vì khán giả cùng nghe cái đoạn video clip đầu tiên của giáo sư nói như thế này. Ngưỡng mộ thầy Thích Trân Quang vì chúng tôi đã có biết nhau từ lâu rồi. Đây cũng là một cái cơ duyên. Thì tôi đọc rất nhiều công trình tác phẩm của Thượng tọa Thích Trân Quang với tư cách là một học giả chứ không chỉ là một một vị tu hành đâu. Và hôm nay bảo vệ luận án tiến sĩ này đấy, cũng đem lại cho chúng ta nhiều cái điều nhận thức rất là mới mẻ về tác giả. Đấy. tôi cho rằng cái luận án này đấy, có thể coi như một sự đột phá mà rất là cảm ơn hội đồng và thầy Thích Trân Quang đã mời tôi hiện diện ngày hôm nay. Đó, quý vị khán giả cũng vừa nghe một đoạn video clip mà bác ấy cũng có những lời tán thán đối với ông Quang. Không những ông Quang là thầy tu đâu, mà còn là một học giả nữa ông ấy cũng gửi lời cảm ơn đến hội đồng cảm ơn thầy Quang đã mời ông ấy đến cái buổi bảo vệ luận án đó bên cạnh đó thì ông ấy cũng nói là rất là ngưỡng mộ thầy Quang ở đây thưa vị khán giả rất là rõ ràng rồi cái đoạn video clip mà ông ấy đã chối đi hết tất cả những gì mình đã nói chẳng khác nào là tác thẳng mặt ông thích trần quang ở đây thưa quý vị bởi vì khán giả cùng nghe nha cái đoạn đầu thì thầy thôi nhưng mà cái đoạn sau là ông hết thưa quý vị nè là không có một cái quan hệ gì đấy cả rồi tôi không có đánh giá gì trong cái liên hệ so sánh gì ông ta thậm chí có người chuyên gia rất là thâm độc là là để so sánh ông ta với cổ chủ tịch làm điều rất là bệnh bạ đó quý vị khán giả cũng vừa nghe ông chối bỏ tất cả những gì mà ông đã nói trong cái đoạn video clip trước ông nói là không có một cái mối quan hệ gì với ông Quang hết, Đó, nhưng mà trong cái đoạn video trước là ông nói là giữa ông và ông Quang đã biết nhau từ lâu rồi thưa vị, đó rồi ông còn nói là à, những người mà à, xuyên tạc ông á là những người thâm độc, đó, Thì vì vị khán giả thấy là à, giáo sư <laughs> này như thế nào, đó, thì à, ở đây người ta không có ghét gì bác nhưng mà người ta chỉ muốn rằng đó, bác phải công nhận những gì mình đã nói và xin lỗi với cộng đồng đó thì người ta sẽ tha thứ cho bác thôi chứ còn bác mà chối leo lẻo, rồi quanh co biện minh cho mình như thế này thế nọ thì không thể nào mà chấp nhận được. Đó. Với vị khán giả nghĩ như thế nào về cái ông giáo sư này cũng rất mong lời vị khán giả để lại bình luận góp ý và nhận xét nhé. Tiếp theo thì Hiếu xin gửi đến tất cả vị khán giả một bài viết của anh Hoàng Nguyên Vũ anh là nhà báo anh nói về giáo sư hoàng chí bảo quay xe khát lẹt với tiến sĩ vương tấn việt rồi bà con ạ à. Đó thì cái đoạn rồi thì chúng ta cũng nghe đó ông nói như vậy chẳng khác nào là ông quay xe rồi ông uh, tán thẳng mặt ông vương tấn việt thích chân quan ở đây đúng không quý vị khán giả cho rằng là trước đây uh, ông mời tôi đến nhưng mà bây giờ tôi nói tôi không biết anh thì chẳng khác nào là ông đang tát thẳng vào mặt của ông vương tấn việt đúng không quý vị thì uh, Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ có nói như thế này, Hoàng giáo sư vừa khẳng định không thân thiết và không liên quan đến việc hành đạo của vương tiến sĩ. Vương tiến sĩ đây là vương tấn Việt đó thưa vị, nhưng mà nhà báo viết tắt nha. Và rằng thì mà được trường luật mời đến ngắm nghĩa ve vuốt cái lễ bảo vệ của vị tiến sĩ đang bị nghi ngờ, chưa tốt nghiệp cấp 3 này mà thôi. Vậy là mới hôm nào những lời có cánh như thầy có cái tên pháp danh đẹp và ý nghĩa lẫy lừng lẫn tên thật đẹp lừng lẫy cảm ơn cuộc đời đã có sự hiện diện của thầy vinh dự vinh hạnh thế lọ thế chai chỉ là những lời ông bố mà nghe ra cái giới tinh hoa tinh tinh cái xứ mình cũng vui phết nay tung hê người ta lên trời mai phủi phát rụp rằng có liên quan gì đâu dở mặt còn hơn người yêu cụ lấy chồng đại gia chở mặt đó thưa vị thế này thì ai đỡ nổi tinh hoa tinh tinh thì đây là một cái bài viết mỉa mai đối với giáo sư hoàng chí bảo vậy nghiệp của thầy là tai nghe định bợ nhiều thì phải chịu quả báo là đồng loại quay lưng sao trời ơi khổ thế chứ làm thầy cứ tưởng thật bẻn là bẻn lẻn nghe nịnh thối rồi chắp tay lên chán nhắm mắt lĩnh hội sung sướng bồng bềnh nay rơi phát bịch từ chỗ bồng bềnh xuống chân giường đau hơn hoạn Mất công thầy mặc áo đỏ mũ đỏ tiến sĩ chối người khoe hết nơi này nơi nọ từ thành thị đến nông thôn từ cô hồn đến hà bá từ rừng chưa có lá đến rậm rạp xanh ngời giờ bẻ bàn thế kia ai khóc nỗi đau này té ra cánh tinh tinh hoa cũng vì lợi ích hết lợi ích thì đuôi cụp nên nha khổ phiên đang hay lại chơi trò rút dây điện chán hoàng giáo sư quá cơ đó thì đây là một cái bài viết mỉa mai trước đây thì giáo sư rất là tán dương đối với thầy Quang vương tấn việt nhưng mà bây giờ trả lời phỏng vấn với thiếu tướng hoàng kiền cho rằng là không biết ông Quang là ai không có mối quan hệ gì hết chẳng khác nào là phủi phủi tay thưa vị chở mặt quay xe quay xe khác lạc ở đây luôn và một đòn tán thẳng mặt ông Quang rất là đau đớn ở đây ông Quang mà nghe được cái đoạn video clip mà giáo sư nói như thế thì không biết là sẽ nghĩ như thế nào, có đau lòng hay không. Thì chúng ta còn chờ đợi cái thời gian là ông Quang có phát hiện và cho công chúng biết hay không nha thưa vị khán giả. Chứ Hiếu thấy là hiện tại đây giáo sư chối bỏ trách nhiệm, chối bỏ những gì mình đã nói không dám nhận thưa vị. Đó và quay xe khác lẹt với thầy Quang luôn rồi. Đó. Đây là cái bài viết của anh Hoàng Nguyên Vũ đó, Chế Diễu Bịa Mai Đối với giáo sư Hoàng Chí Bảo Thì quý vị khán giả có nhận định Gì hay không Quý vị khán giả cũng để lại Dưới phần bình luận cho Hiếu biết nhé Hiếu rất mong là quý vị khán giả khi xem Để lại bình luận góp ý Để chúng ta có cái tiếng nói chung Để mà lên án đối với những tiến sĩ uh, Giấy nè Những uh, uh, giáo sư Mà có những cái uh, Nhận xét nó không đúng với cái học vấn của mình á để mà khen những cái người mà giống như là ông quan đó thì chúng ta cần phải lên tiếng thôi vì khán giả đó thì cũng rất mong là việc khán giả để lại bình luận góp ý và nhận xét cho Hiếu biết nhé. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều à. và tiếp theo thì Hiếu xin gửi đến tất cả quý vị khán giả một bài viết của luật sư Lê Ngọc Lưng cũng có cái đơn để mà gửi lên giáo sư tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn bộ giáo dục và đào tạo xem xét lại cái bằng tiến sĩ của ông Thích Trân Quang cũng như là xem lại những gì mà bên phía Đại học Luật Hà Nội đã làm đó để mà cấp cái bằng này cho ông Quang thì luật sư Lê Ngọc Luân cũng rất là bức xúc trong cái chuyện này và có cho ra một cái bài viết đây là cái nội dung đơn thư đó thưa vị khán giả thì luật sư có nói như thế này kính gửi giáo sư tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 25 tháng 6 năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn hỏa tốc đề nghị Trường Đại học Luật Hà Nội báo cáo ngay trong ngày 26 tháng 6 năm 2024 về trường hợp cấp bằng tiến sĩ cho ông Vương Tấn Việt. Thời điểm đó, ai ai cũng háo hức đặt niềm tin cực lớn khi Bộ đã có hành động cấp tốc chuẩn chỉnh trước sự việc này. Tuy nhiên đến nay gần một tháng nhưng không biết Đại học luật Hà Nội đã gửi báo cáo cho bộ chưa. Nếu gửi rồi thì kết quả xác minh, kiểm tra đối với trường hợp cấp bằng tiến sĩ là đúng hay sai. Trước khi bộ có công văn thì phó hiệu trưởng đồng thời là chủ tịch hội đồng. Ông Tô Văn Hòa khẳng định công khai trên báo chí việc cấp bằng tiến sĩ của Đại học Luật Hà Nội cho ông Việt là đúng các quy định của chính bộ giáo dục và đào tạo đưa ra. Sau lời phát biểu này, trên mạng xã hội tung ra hàng loạt video clip của nhiều thành viên hội đồng đánh giá về luận án của ông Việt nào là lời khen vượt ra khỏi ngôn ngữ, đỉnh cao khoa học, một leo vầu mới, in thành sách sẽ rất hữu ích vân vân Không dừng lại, hình ảnh buổi lễ tri ân nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 có sự tham gia của hàng trăm người do ông Việt tổ chức. Nhiều người quỳ gối xuống tặng hoa cho ông Việt trong niềm hân hoan xúc động khôn tả. Ông Việt còn khoe khánh vàng có dòng chữ quốc trung hiền sĩ ghi là giảng viên đại học luật hà nội kính tặng vân vân Tuy nhiên rất lạ sau đó không thấy còn ai lên tiếng nữa. Đại học luật Hà Nội cũng không thông báo đã gửi báo cáo hay chưa và bộ cũng không thông báo đã nhận hay chưa nên dư luận rất tò mò. Hồi hộp đặt câu hỏi lý do tại sao và vì sao. Với tư cách là một người dân tôi khao khát ước mơ cháy bỏng cả ngày lẫn đêm về việc được Bộ Thông tin rộng rãi xem thực sự đề tài luận án của ông Vương Tấn Việt có tuyệt vời, cao siêu như đánh giá của thành viên hội đồng từ trường Đại học Luật Hà Nội hay không. Dẫu biết Bộ trưởng chăm công nghề việc nhưng vụ việc cấp bằng tiến sĩ chỉ trong vòng 2 năm 3 tháng, ngay thời điểm đỉnh dịch Covid-19 là chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam nên kính mong Bộ trưởng có ý kiến chỉ đạo trả lời để cho tất cả ai quan tâm đều biết rõ vụ việc này. Nếu thông tin từ Bộ Công minh Khách quan Chính xác Hợp lòng dân nhất định tôi, luật sư Lê Ngọc luân sẽ gửi tặng đến Bộ trưởng và Bộ Giáo dục Đào tạo bó hoa hồng đỏ thấm để tỏ lòng ngưỡng mộ. Kính chúc Bộ trưởng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc nhé! trong cái bài viết này có những cái câu hỏi mà chúng ta rất là quan tâm chẳng hạn như là bên trường đại học luật hà nội có báo cáo về cái việc là bên phía bộ giáo dục yêu cầu trường đại học luật hà nội làm rõ bằng tiến sĩ à, cho bên phía bộ giáo dục và đào tạo biết hay chưa rồi bộ giáo dục và đào tạo có nhận được là cái công văn trả lời đó từ trường đại học luật hà nội hay chưa tại sao cả hai bên luôn không công bố công khai cho dư luận hiện tại đang rất là quan tâm được biết thưa quý vị đó bên cạnh đó thì uh, trong cái bài viết này luật sư cũng là yêu cầu là bên phía bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đó phải vào cuộc mạnh mẽ hơn đó, trong cái việc bằng tiến sĩ của ông thích trân quang nếu mà làm hộp lòng dân thì uh, luật sư Lê Ngọc Lân sẽ tặng cho Bộ trưởng một bó hoa hồng xinh xắn ở đây. Đó là cái bài viết của luật sư Lê Ngọc Lân thưa vị. Thì theo việc khán giả có đánh giá và nhận định như thế nào về bài viết của luật sư thì cũng rất mong là việc khán giả để lại bình luận góp ý dưới phần video cho Hiếu biết nhé. Thì đây cũng là nội dung thông tin trong ngày hôm nay mà Hiếu muốn gửi đến cho tất cả việc khán giả được biết là giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo quay xe khác lẹt. À không còn như trước nữa thưa quý vị và bên cạnh đó thì cũng có hai cái bài viết khá là hay của luật sư Lê Ngọc Lưng và nhà báo Hoàng Nguyên Vũ thì uh, rất mong là vị khán giả khi xem để lại bình luận góp ý một like một đăng ký kênh và chia sẻ thông tin hôm nay đến với tất cả mọi người Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều chúc quý vị khán giả trên kênh của Hiếu ngày mới thật nhiều sức khỏe thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc nhé còn bây giờ xin kính chào hẹn gặp lại tất cả quý vị và trong những video tiếp theo